Jumbo S2, Jumbo J2, xoét cao quốc dân, selfie đẹp cho mọi người. Mèn đét ơi, thời đại gì đâu mà chụp hình up trên Facebook, đứa nào đứa nấy xấu bành sát gì nè trời, ai có cách gì cải thiện được hay không? Cha, mệt quá. Sao con? Cái điện thoại cha mua cho con chụp hình xấu quắc à, đăng trên mạng 3 ngày rồi không được một like nữa. Cha nửa like còn có nữa. Mấy cái điện thoại này cha nghỉ dùng đi con. Cha chuẩn bị dùng cái của cha luôn nè. Xấu bành sát luôn. Xấu muốn nói ghẻ luôn á. Cha con mình dùng ha. Ừ, dùng đi. Dạ, thần là sân núi, thần sân nước, ý lộn, thần sân tinh, thần thủy tinh. Hello Kitty. Hôm nay thần tới đây để xin vớt cục nợ của bệ hạ nè. Bệ hạ, để thần vớt trước cho. Vậy tao tưởng là tụi nó tới vớt tao không chứ, thì ra là vớt con. Bây giờ như vậy, hai đứa quyết tâm là muốn vớt con gái của ta có đúng không? Hả? Thôi bây giờ như vậy, ta có thử thách như thế này. Nếu mà một trong hai đứa đó, đứa nào mà làm con gái của ta nó động lòng trước thì ta sẽ kêu con gái của ta nó cho hai người vớt, có chịu không? Làm sao để được động lòng hả? Chút nữa hai cha con chúng ta sẽ lấy cái điện thoại cũ này đem đi tạc luôn, nên con Kitty của ta cần một cái điện thoại mới để sử dụng. Mà cái điện thoại này phải có camera ảo tùng chảo, có đôi có cặp đàng hoàng, giống như sở hữu chiếc điện thoại selfie này cảm thấy giá hời như trúng tờ giấy số 4 tỷ. Nếu như một trong hai người mà tìm ra được cái cặp đôi điện thoại nào mà ảo tùng chảo được như vậy thì cục cưng của ta Kitty sẽ nâng khăn sửa túi cho thằng nào có túi có khăn. Thiệt không? Tao thề, ngày xưa Sơn Tinh thắng Thị Tinh lấy được vợ, nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần hai tụi bay có điện thoại đẹp tao cho nó vớt hai tụi bay luôn. Kitty nói là Kitty giữ lời, chỉ cần một trong hai anh tìm cho ta cái điện thoại nào mà selfie đẹp lung linh, ảo tung chảo thì ta thề với các ngươi luôn á, ta sẽ nâng khăn sửa túi cho anh nào mà kiếm tới điện thoại cho ta trước tiên. Còn hai tụi bay tới liền cùng lúc thì nó vớt tụi bay lúc liền luôn á. Yes, tao biết tìm ở đâu rồi. Hai cha con ở lại cắn hột dưa nha, tôi đi tìm đây. Ê, mày đâu mày? Mày đâu hả? Chờ tao dưới coi. Sơn Tinh, chờ tao dưới. Ê, ông Bụt, có cách nào té xuống trần gian nhanh nhất không ông Bụt? Để tôi tranh thủ tôi tìm mấy cái điện thoại đem về cho nhà vua với công chúa để họ tác hợp cho tôi. Có tiền không mà đi. Tôi còn lưng quần à. Vậy thì mày té giếng đi. Được. Ấy chà, quốc dân là anh, soái ca quốc dân là anh, ở soái ca quốc dân là anh. Anh là Sơn Tinh, lễ vật đầy mình, từ rừng xanh bước xuống, giữ nàng về dinh. Quẩy, ông Bụt e lại, có cách nào cho tôi xuống trần gian nhanh nhất hay không hả? Có tiền không? Một đống, thằng này good. Soái ca quốc dân là anh, soái ca quốc dân là anh, soái ca quốc dân là anh, soái ca quốc dân là anh. Tại nhà tắm nghe có mùi trái bén. Ôi, xoái ca. Ủa, Sơn Tinh, sao nay nhìn bén dữ vậy mày? Hôm nay nhìn tôi ngon đúng không? Ừ, nhìn là muốn nuốt liền. Ủa mà đi đâu qua đây vậy? Kim tắm mà. Tôi mới té giếng rồi khỏi cần tắm. Trời, thiệt vậy luôn hả? Nó giỡn thôi, tôi đang muốn tìm bảo vật nào selfie đẹp nè. Gì ơi hoài vậy? Trời đất ơi, cái quần của tắm rách vậy mà không thấy hả? Để cho nó mát, tôi cố tình khoét á. Trời đất ơi. Trời mới giá này xong rồi đó. Tao đẹp gì không chịu nói, thấy quần rách là làng là sớm vậy. Này nè, muốn tìm bảo vật selfie đẹp đúng không? Ừ, đúng rồi tắm. Bình thường ông là biến thêm mồ, lần này công đích đi tìm vậy chắc là dính tới gái rồi phải không? Ừ. Cái tội mê gái không bỏ. Kitty nói là Kitty giữ lời, chỉ cần một trong hai anh tìm cho ta cái điện thoại nào mà selfie đẹp lung linh, ảo tung chảo thì ta thề với các ngươi luôn á, ta sẽ nâng khăn sửa túi cho anh nào mà kiếm tới điện thoại cho ta trước. Chuyện này vậy đó. Bởi vậy ta nói người xưa có câu như vậy nè, đúng thiệt luôn á, muốn nghe không? Mê ăn mê ngủ chúng ta có thể bỏ được, mê chơi mê đàn đúng cũng có thể bỏ được, còn mà dính tới mê gái thì sao hả Sơn Tinh? Có đập tôi mẻ tráng tôi cũng bỏ được, nó kỳ vậy. Kỳ thiệt. Bởi vì khổ âu cũng do mê gái, mà gặp tôi thì chân mê gái chính hiệu. Ê tắm gì tắm, ráng giúp tôi nghe. Tính tới bây giờ á, tôi thấy cái điện thoại nào nó chụp ra tấm hình cũng y chang, điện thoại đấy không khác gì hết trơn,
Bây giờ ông thử ông lấy cái Oppo, Samsung hay Sony Xperia ra coi, chụp thấy lung linh thiệt á. Nhưng khi xét nét lại kỹ mấy tấm hình á, nhìn nó hay lúi chàng tôi à. Không có gì nói trội á, rồi phải sử dụng mấy phần mềm chỉnh sửa nữa chứ trời. Thì đó, bởi vậy tôi mới ráng sách đích đi tìm nè. Phải công nhận nhà vua với công chúa cho ra một câu đố khó thiệt. Nhưng theo tôi đoán á, thì trên đời này có một món bảo vật như vậy thật mà. Xạo cuốn á. Đó, kìa kìa, đó, ông nhìn đi. Đó, cái thằng nó dơ dây xấu vậy. Nghĩ sao, có cái điện thoại nào mà selfie mà tuyệt đỉnh được chứ. Nó xấu vậy, chụp nó thêm chắc nổ máy quá. Tao bỏ định nó đi ông ơi. Nghe nè Thạch Xanh, kêu cơm tắm hả? Hết tắm rồi còn cơm mà. Vô duyên vậy mà nội. Ừ? Bán cơm tắm mà hết cơm còn tắm ăn gì bà. Nè, hôm qua tới giờ á, Lý Thông nó có gọi cho bà không? Ông nói với tôi là phải bán cho hết mớ sầu riêng chín này mới được về nhà, mà ông đưa tôi tội sầu riêng sống không à. Gì kỳ á, vậy biết khi nào nó chín mà bán. Đúng là cái thứ Lý Thông. Thôi bây giờ ông móc mấy trái sầu riêng lên cây lại đi cho nó mau chín. À mà nè, hôm nay sao nhìn ông lộng lẫy vậy? Da dẻ lắm o hồng hào ghê luôn á. Không thấy một mụn luôn. Đẹp dữ trời. Hình như mới nâng ngực nữa phải không? Trời ơi, tôi mập mà. Cái ngực tôi nó bự sẵn rồi. Bây giờ mà nói tôi sửa ngực nữa, chắc tôi đi chồm về phía trước không quá à. Thời đại công nghệ rồi, tôi đang sử dụng điện thoại selfie ảo tung chảo gọi video call cực đẹp. Wow, khỉ móc hỏi chứ wow hoài. Ờ, đúng rồi Sơn Tinh, cái selfie ảo tung chảo mà ông đang cần nè. Chạy qua ông Thạch Xanh liền đi hỏi đi Sơn Tinh. Ừ. Có người phụ ông bán sầu riêng rồi kìa. Thôi tôi giọt à. Ừ, đi từ từ thôi, giọt té chết. Thạch Xanh ơi, Thạch Xanh. Xanh ơi, Thạch Xanh. Đang nằm mơ thấy luộc con chàng Tinh, tự nhiên kêu giật ngược ai vậy? Dạ, ê Sơn Tinh, chào chàng Tinh. Tôi tên Thạch Xanh. Ủa, nhìn cậu với tôi ghép lại giống số 10 quá ha. Tôi số 0, còn cậu bỡ số 1 đi ha. Cậu vui tính quá. Cậu Xanh à, tôi có chuyện này nhờ cậu. Chuyện gì? Nể tình hai anh em mình cũng sống chung ở trong một bìa rừng, Xanh giúp Sơn Tinh chuyện này được không? Rủ đốt rừng hả? Trời đất ơi, đâu phải đốt rừng đâu, mà là tìm giúp Sơn Tinh một bảo vật. Vậy được. Sơn Tinh đang muốn tìm một bảo vật để selfie, cái búa của Xanh selfie được không? Trời, nó xét hết rồi. Nói thiệt đừng lừa Xanh nha, là hiện tại Xanh đang sở hữu một cái điện thoại mà chỉ cần Xanh selfie một cái là người ta ghiền liền. Bán. Thôi bỏ đi, không bán đâu, không bán được đâu. Thôi mà, bán cái điện thoại đó cho Tinh đi. Tinh biết Xanh là một người rất khôn ngoan, thôi bây giờ nếu như không bán cho Tinh á, vậy Xanh tặng cho Tinh luôn đi, khỏi bán ha, tặng hẳn cho Tinh luôn đi. Rồi, nói Xanh khùng, Xanh khoái dữ lắm, nên bây giờ Xanh sẽ cho Tinh một cơ hội. Nếu như mà vượt qua được thử thách này thì Xanh tặng cho Tinh luôn, chịu không? Ừ, Xanh đúng khôn luôn á. Không được mặc áo mưa. Thôi, bệnh chết. Vì tình yêu mà không sợ sida luôn ha. Tặng cho Tinh nè. Lúc này tại nhà Cám. Dứt miếng nước trà đi anh Thủy Tinh. Gái tôi đóng hai vai lận, cậu có đủ tiền á thì tôi gả luôn hai đứa cho cậu hưởng. Ok, con gái tôi, cậu cứ hốt nó về đi. Tôi thấy nó kết cậu rồi đó. Đối với bà, con gái bà là báo vật, nhưng ta cần báo vật selfie mà. Hàng quý hiếm vậy, khó tìm lắm. Nhưng nếu cậu chịu bung ra thêm thì... Ôi trời mẹ ơi, thằng này làm gì có đủ tiền. Anh Sơn Tinh, em chưa phải hiếm. Theo như em được biết thì Hot Boy Mai Ăn Tim có một cái hiếm hơn. Để em chỉ cho. Mai Ăn Tim nhờ có hàng hiếm đó mới có những tấm hình triệu like trên Facebook. Rồi từ đó Mai Ăn Tim trở thành Hot Boy, kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Để em dẫn anh đi tìm ảnh.
Cô bao xe ôm chưa? Như đây đủ tiền trả xe ôm rồi. Xe ôm bây giờ rẻ lắm con, bút cái là nó tới liền hả? Đúng rồi đó anh. Đó đó, trồng nguyên đảo dưa hấu, bán đúng hai trái dưa hấu đúng là mang tim rồi. Anh đi nói chuyện với ảnh đi. Nghe nói nhà ngươi đang giữ cái điện thoại soái ca selfie đẹp lắm đúng không? Đúng rồi. Đâu đâu, cho nhìn xíu đi, xem cô có phải là báu vật mà ta đang tìm không? Báu vật gì? Kitty nói là Kitty giữ lời chỉ cần một trong hai anh tìm cho ta. Thôi thôi stop, ngươi khỏi cần nói, ta đã hiểu được cái mà ngươi cần tìm là cái gì rồi. Hay vậy? Mà ta nói nghe, giá thành á, nó mềm xèo à, không có mắc như mấy cái chuyên gia selfie khác đâu. Đã lắm. Nhưng mà... Ủa sao vậy? Tôi thua thằng Thạch Sùng nó vớt của tôi rồi. Ngày nào cũng chứng kiến hắn selfie với sống ảo, thiệt nhiều khi tức hết muốn làm đàn ông luôn. Rồi bây giờ ông kia tôi chỉ, không biết chỉ sao? Trời đất ơi, thì cứ nói đi, mau nói cho ta biết chỗ của Thạch Sùng đi, nhanh lên. Quỷ sứ á, bộ mới thấy trai đẹp hả? Ừ. Trời trời, hèn chi, thấy tôi cứ là bay tới ôm tùm tướp tùm tướp. Muốn tôi chỉ á, thì phải ăn hết đống dưa đi. Ăn xong á, rồi tôi chỉ cho cách đi đoạt lại báo giật selfie ảo tung chảo kia. Hiền, chuyện nhỏ. Tưởng gì, có hai trái. Ê, bậy rồi, bậy rồi. Đống dưa hấu của tôi nằm trong container kìa. Đó, nhìn cho kỹ đi ha. Nghe nói sư huynh là người giàu có nhất vùng. Cái gì mà người ta có là sư huynh đều có hết phải không? Và nghe nói sư huynh đang sở hữu một báu vật độc quyền Jumbo J2. Người mang tới báu vật gì mà đòi đấu với ta? Ta luôn là người sở hữu những báu vật có một không hai. Mà nếu như ngươi có đủ đẳng cấp thắng được ta, ta sẽ tặng ngươi báu vật này để selfie. Tôi chỉ sợ huynh đấu không lại tôi rồi mất luôn báu vật, lúc đó tức đến nỗi biến thành con rắn mối chứ không phải con thằng lằn nữa. Mạng rắn mối á, nướng xong rồi nấu cháo đậu xanh ăn ngon dữ lắm. Chọc tao, tao ghét thằng nào chọc tao lắm. Khứa nào chọc tao khều lại. Thích đấu thì đấu thôi. Nếu như ta thắng thì tất cả báu vật mà ngươi mang tới đây đều sẽ thuộc về ta. Còn nếu như ta thua, ta cũng lấy hết luôn, nhưng ta sẽ cho ngươi cái điện thoại. Nè ông, nói là phải giữ lấy lời mới đưa tôi điện thoại nghe. Lỡ như ta thua nữa thật thì lấy cái giống gì đi selfie, gọi video call lừa tình nữa đi trời. Nhưng chắc không sao đâu, ta tự tin thắng hắn ta. Nhìn hắn đẹp trai non kẹt vậy, dễ gì vào bằng ta được. Tuy là báu vật có một không hai, nhưng ta biết chỗ mua kẻ khác. Không sao, chơi với nó luôn. Được rồi, chơi mày. Mày có cái gì móc ra tao coi. Đây là cái bình thời tiền sử, anh có không? Tao có cái bình trước thời tiền sử luôn nè. Tôi có cái chà đâm tiêu lụm được cái thời Tào Tháo nè, anh có không? Tao có cái lư hương thời kiếm hiệp nè, mỗi lần chưởng một cái là bốc khói luôn, mày có không? Tôi có cái nồi để kho tiêu hụt dịch nè, anh có không? Chà nữa, tại sao nó có thể sở hữu được cái nồi đất này chứ? Hàng hiếm như con hiếm, thua thiệt là tức quá đi mà. Xoái ca quốc dân là anh này, xoái ca quốc dân là anh. Báo vật số cao quốc dân mà ta tìm được tên là Jumbo S2. Nhìn vậy, nhìn qua đây nè, Jumbo C2 nè. Ôi, trời, hai cái luôn hả? Hay anh cứ để đây đi, ta sẽ nói nhiều thêm. Còn hiện tại cứ để yên nó đi, và chúng ta không nên nói gì thêm. Thôi được rồi, từ từ ta sẽ nói thêm. Biết nói gì bây giờ ta? Công chúa, chắc chắn là cái này rồi. Selfie ảo tung chảo chỉ có một thôi công chúa. Tầm bậy, cái này mới là selfie ảo tung chảo nè. Tức quá nói đớt luôn, em đừng giận nha. Vậy là có một cặp luôn. Nhưng từ đó tới giờ, đâu có người phụ nữ nào lấy một cặp chồng. Vậy bây giờ nhất định phải chọn ra một thằng chồng xứng đáng.
chứ hai anh mà cùng lúc làm chồng em chắc em chết. Nên bây giờ hai anh mỗi người hãy giới thiệu về những tính năng ưu điểm nhất về báo vật của mình đi. Em mà thấy hợp gu em vớt, hai anh phải giới thiệu cho rõ ràng á nghe. Rồi hai anh đi uống nước lấy sức thi đấu nè. Số đo dòng 199, ý lộn, dòng 1 giới thiệu về smartphone selfie đi hai anh ơi. Zimbo S2 sở hữu bộ đôi camera 13 chấm, chụp ảnh đẹp trước sau có tầm như nhau. Nếu công chúa muốn lừa tình cả thần dân nước Nam chụp ảnh đẹp, lừa tình, thì nàng sẽ dễ dàng làm đẹp với 7 cấp độ và 4 chế độ tự động selfie khi chụp hình. Ngoài ra, Zimbo S2 còn mang trên mình thiết kế rất đẳng cấp, mạnh mẽ hoạt động cả ngày với RAM 3GB mà giá cả lại rất thân thiện và hợp túi tiền, chỉ với 4 triệu đồng. Mấy ngày chưa rái tài nghe ông nói mà muốn dằn ngặt cả cục cả cục. Nhưng Tết có bánh chưng còn có bánh tét ha. Mỹ nương à, nghe tôi giới thiệu về bánh tét nè. Sói ca Zimbo J2 cũng chẳng hề kém cạnh gì. Cũng sở hữu camera 13 chấm có tầm trước sau như một, selfie thoải mái cả ngày và trang điểm thần thánh. Còn nữa cưng, còn có chế độ selfie panorama 180 độ, bao rộng, bao đẹp, mà giá cả chỉ với 3 triệu đồng như nàng yêu cầu thôi. RAM thì 2GB. Thua bên đây một chút ha. Nghe lý luận lý trấu thì như vậy, nhưng mà không biết thực tế nó có giống như vậy hay không. Cho nên ta rất nóng lòng thử coi bánh chưng với bánh tét cái bánh nào nó ngon hơn, hoành tráng hơn. Rồi, chẻ bánh đi. Dòng 2, ai selfie lừa tình dữ dội nhất? Và dòng 3, ai selfie thiếu sáng hoành tráng nhất? Mau đem bánh chưng với bánh tét, lộn, mau đem hai cái camera selfie tuyệt đỉnh nhất nước Nam ra đây cho ta so sánh coi. Wow, chụp hay ảnh mà sao hình của ta không vậy nè. Đúng là hai báu vật này hay thiệt. Như vậy thì làm sao ta có thể chọn anh nào là chồng của ta được đây chứ trời ơi. Con cưới hai ảnh luôn nha phụ thân. Để em phụ phân biệt cho trời. Cái này đẹp nè, đúng rồi, cái này mới đẹp. Quá quá đẹp, quá đẹp. Như vậy giữa sơn tinh với thủy tinh ta chọn ai được? Anh nào nhìn cũng ngon hết. Xoái ca quốc dân là anh.